Hết rồi. Chắc luật sư Điền đã tìm Hogan giúp. Chưa bị phạt thẻ đỏ đã bị đuổi ra khỏi sân rồi. Anh than vãn với tôi cũng không giúp ích được gì. Trực tiếp gõ cửa phòng luật sư Điền, xin lỗi cô ấy còn hay hơn. Hả? Cứ vậy mà vào, có bị luật sư Điền đá ra khỏi phòng không đây? Ít ra anh cũng có xin lỗi. Lần sau lại cho anh cơ hội, anh mới có cơ hội học hỏi được nhiều thứ. Luật sư Điền à, tôi xin lỗi. Hồi nãy tôi đã manh động, không biết ăn nói. Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau. Xin cô hãy rộng lượng, cho phép tôi tiếp tục thụ lý vụ của bà Tống nha. Cậu hứa không có lần sau mới nói đó nha. Chắc chắn sẽ không. Cảm ơn luật sư Điền. Chờ có kết quả kiểm tra sức khỏe chứng minh cô thường xuyên bị bạo lực, có thể dùng luận điểm hành vi bất hợp lý trong hôn nhân để đơn phương đệ đơn lên tòa xin ly dị. Vậy sau đó những mẫu đơn số 7, 8, 9 đều giao cho cậu hết. Nhiều vậy? Tôi chỉ nghe được đơn xin ly hôn cụm từ này thôi. Dĩ nhiên không chỉ vậy. Nếu có con cái, phải điền cả đơn trình bày sắp xếp việc nuôi con, làm cả báo cáo tài chính, gửi giấy thông báo trình tự tố tụng, biên lai ký nhận hồ sơ với lại bằng chứng hòa giải gia đình, cùng với giấy chứng nhận kết hôn của người đệ đơn, gửi tới phòng đăng ký của tòa án gia đình lưu hồ sơ. Sau đó bản sao có đóng dấu một mộc của tòa án, gửi cho bị đơn theo đường bưu điện mới tới phần xếp lịch ra tòa. Wow. Tôi nghe tới nỗi đầu muốn bốc khói luôn. Kết hôn chỉ đơn giản là ký cái tên thôi. Ly hôn phải qua năm ải 6 cổng lận. Những gì Hogan vừa nói chỉ là một phần trong quy trình, tiếp sau đó vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Bắt đầu từ giây phút này tôi mắc chứng sợ kết hôn. Không phải là nên mắc chứng sợ ly hôn mới đúng sao? Không kết hôn thì không cần phải ly hôn. Vậy thì anh mau chuẩn bị mọi thứ theo danh sách đi. Tôi sẽ liên hệ với bà Tống thu thập thông tin, nhanh chóng xử lý hồ sơ. Cảm ơn. Ngủ dậy sớm đúng là xứng đáng mà. Luật sư Mạch. À, chào anh. Hồ sơ của nhân chứng đã chuẩn bị xong rồi. Bên phía ông Tống. Chồng cũ thứ hai của cô kìa. Là chồng sắp cưới cũ thôi. Không cần phải phân rạch rồi vậy. Nói chung đó là anh chàng vô tội số 2, bị cô nhẫn tâm bỏ lại vào ngày đám cưới. Xem ra duyên số an bài, tôi phải ở đây giúp cô rồi. Evan. Hồ gia. Cô nói trước đi. Hồi nãy cảm ơn anh. Vậy mời tôi bữa cơm nha. Bây giờ ha. Ăn trưa. Tôi còn phải về văn phòng luật, còn việc phải làm. Vậy thôi không sao, hẹn cô bữa khác. À, cô có đổi số điện thoại không? Không có. Số này á là số mới của tôi. Có gì liên lạc sao? Ok. Vậy tôi đi trước nha. Được, bye bye. Bye Không có đem dù hả? Sao anh tới đây vậy? Will đó có trí nhớ tốt, thiên bẩm, phát huy hết công suất. Chuyện xảy ra hồi nãy anh từng thuật lại từng câu từng động tác cho tôi nghe rồi. Báo cáo của anh chắc chỉ nói sơ sơ về chuyện của anh Tống thôi. Sự xuất hiện của Evan mới chiếm đa số nè. Thì chuyện đó mới thú vị mà. Sao vậy? Sao có ăn cơm không lại tình xưa? Tôi từ chối rồi. 3 năm trước thì nói ngại không biết cách đối mặt, chứ 3 năm rồi cho người ta biết câu trả lời luôn đi. Hả? Bây giờ tôi cũng chỉ biết nói xin lỗi thôi. Ủa, sao đi hướng này? Không phải về Thi Lôi hả? Nè, bên đó có quán canh cay tê ngon lắm đó. Vậy thì đi nhanh lên đi. Nè, không cần đi nhanh như vậy chứ. Cái quán đó không có chạy đi đâu đâu. Có đồ ngon, sao không nói sớm? Như anh Tống có nói, trong vòng 2 năm đó, chị Tống vẫn luôn giúp anh ấy giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp, không khác với những cặp vợ chồng khác. Tôi cho rằng hoàn toàn không phù hợp với định nghĩa ly thân sống chung một nhà. Thôi hay lắm, tốt lắm. Bị đơn, mời anh giữ yên lặng. Anh ngồi xuống trước đi, ngồi xuống đi. Thưa ngài thẩm phán, bì hồ sơ A vật chứng P03 là báo cáo thương tật của chị Tống, trong đó có đính kèm theo ảnh chụp vết thương. Ngoài ra, P04
là lịch sử khám bệnh tại phòng cấp cứu 3 năm qua của chị Tống, chứ thực vì chị Tống thường xuyên bị anh Tống bạo hành. Như chị Tống đã nói, gần đây anh Tống lại càng quá đáng hơn, dùng cả nắm đấm với đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của mình, thậm chí còn dùng gậy để đánh. Tôi dạy con thôi, còn khốn nạn nói tầm bậy tầm bạ. Bị đơn, nếu nhanh không giữ bình tĩnh, tôi sẽ phải mời anh ra khỏi đây. Anh Tống à, bình tĩnh lại đi, anh Tống. Bị hồ sơ A, vật chứng R09 là lịch sử khám bệnh tại phòng cấp cứu 2 năm qua của anh Tống. Có thể thấy rằng anh Tống cũng đã từng bị thương trên đầu, tay phải có vết bầm do bị đánh, có cả tình trạng gãy xương. Vì vậy tôi cho rằng chị Tống không đơn phương bị bạo hành, chị ấy cũng có khuynh hướng bạo lực với anh Tống. Thưa ngài thẩm phán, tôi phản đối. Thân hình và cân nặng của anh Tống nếu so với chị Tống hoàn toàn không đối xứng, chị Tống chỉ đành chịu trận. Có không ít vụ án người vợ có thân hình nhỏ bé, nhưng khi họ nổi nóng, ngay cả người chồng to xác hơn họ cũng đánh không lại. Cũng có bài báo California, Mỹ, có người mẹ nhìn thấy con trai bị báo sư tử tấn công, cắn lấy người con đem đi. Người mẹ này đã tay không đánh cho con báo sư tử, phải nhả con trai bà ấy và bỏ đi. Có thể thấy được, sức mạnh của tình mẹ có thể lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, chị Tống không phải sử dụng bạo lực với anh Tống, mà là ngăn cản anh Tống đánh con trai của mình, nên đã đánh trả, mang tính bảo vệ. Bọn tòa đưa ra lệnh như sau. Một, người vợ dùng hành vi bất hợp lý đưa ra yêu cầu ly hôn. Bổn tỏ thấy rằng cuộc hôn nhân này đã tan rã và không thể cứu vãn được, vì vậy ban bố cho phép ly hôn. 2. Nghĩ cho việc đứa con và người vợ tiếp xúc với người chồng sẽ chịu sự tổn thương, nên sẽ ban bố lệnh cấm. Cấm người chồng ở bất cứ khung giờ nào, dùng bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp làm phiền, hoặc dọa nạt và dùng những hình thức khác quấy rầy, hoặc tiếp xúc vợ và người con. Tôi không được gặp con trai của tôi hả? Anh có biết làm thẩm phán không vậy? Anh phế hả? Bị đơn, bổn tỏ nhắc thêm lần nữa, coi thượng tòa án sẽ bị phạt tù nhiều nhất là 2 năm, phạt 5.000 đô. Tôi không có tiền sao? Luật sư Mạch, bây giờ làm sao đây? Yên lặng. Thẩm phán đưa ra lệnh cho phép ly hôn, nên trước đó trung tâm xã hội giúp cô xin một căn nhà công cộng, chuyển đổi từ hợp đồng thuê có điều kiện sang hợp đồng thuê bình thường. Cô với Nặc Nặc sẽ được tiếp tục sống ở đó, bắt đầu lại một cuộc sống bình thường. Cảm ơn cô nhiều luật sư Điền. Cô đã cho tôi dũng khí và sự tự tin để rời khỏi tình khốn đó. Phụ gia. À, xin lỗi. À, chuyện gì vậy? Lần này sau khi về nước, nghe nói cô có một biệt danh mới, Diệt Tuyệt Sư Thái. Đúng ra tôi không hiểu đâu, bây giờ thì hiểu rồi. Anh cố tình kêu tôi lại để nói chuyện này đó hả? Là cố tình nhắc cô còn nợ tôi bữa cơm đó. À, tôi nhớ. Vậy cô có còn nhớ quán ăn Nhật mà ngày xưa mình từng ăn với nhau không? Ừ. Quán đó vẫn còn, vẫn rất khó đặt chỗ nha. Tôi biết là cô bận nên đã đặt bàn tối thứ năm và thứ sáu tuần sau. Cô sắp xếp thời gian nha, xem tối nào đi được. Tôi thì vừa mới xếp xong lịch làm việc, hai tuần này đều có chút bận. Hai đêm mà anh đặt, xin lỗi nha. Vậy hả? Vậy hẹn sau. Ừ. Bye bye. Bye bye. Nhìn đủ chưa? Đi thôi. Nhìn anh bạn của cô bị cô từ chối như vậy, đau lòng đến cỡ nào. Nhảm nhí. Lại ăn gà thố cay. Tôi chỉ ăn được vị cay chứ không ăn được vị gà đâu. Vậy anh muốn ăn cái gì đi? Gà thố thì được rồi. Vậy ăn ở quán nào đi? Cô, đi với tôi. Gà Tống, cái gì mà anh cấm của tòa? Anh còn làm vậy thì báo cảnh sát đó. Cô ta là vợ tôi, bây giờ tôi đánh chết cô ta không được. Không nên, báo cảnh sát đi. Tôi giỏi thì báo cảnh sát đi. À, alo. Về nhà tôi đánh chết mày. Kim.